너 때문에 요즘엔 기분이 좋아 너에게 달려갈 땐 허벅지 폭발 해도 좋아 anyway. Video ngày hôm nay vẫn là chủ đề về thời trang. Nhưng chủ đề ngày hôm nay rất là hay ho. Đó là chủ đề về DIY. Trước cái giờ mình tìm những quần rách mà vừa ý với mình ý, thì nó rất là mắc. Hoặc là có những quần rách rất là rẻ, nhưng mà cái vết rách thì không như bạn mong muốn. Cho nên là khoảng 4-5 năm về trước thì mình đã nảy ra một cái ý định là tự làm quần rách cho mình, thiết kế theo dáng rách mà mình mong muốn. Ngày hôm nay mình muốn share cho mọi người một cái mẹo mà làm rách rất là cơ bản, giúp một quần jean trơn bình thường cơ bản như thế này trở thành một quần jean rách rất là chắc, mà có thể là bạn chưa biết, chưa từng biết là nó dễ như thế nào. Cùng xem là mình biến tấu chiếc quần jean rách này như thế nào nhá. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. Cucu. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ cần làm rách cho chiếc quần này nhá. Chỉ cần hai, một là kéo cắt chỉ như thế này, và hai là cái mài rũa móng tay. Đây là những cái dụng cụ rất thường ngày của các bạn. Phải có cái rũa móng tay này thì quần của các bạn mới chất phát ngắt được nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ lên dáng cái quần jean này. Đầu tiên ý, thì quần jean này của mình nó sẽ là quần trơn không như thế này, và nó cạp cao. Và mình đã mặc cái quần jean này trong chuyến đi Mộc Châu vừa rồi, các bạn có thể thấy ở đây. Đó. Để mà có một chiếc quần jean ưng ý thì mình thường lên mạng mình xem những kiểu quần rách mà mình yêu thích. Có thể là tìm trên Insta. Địa sơ là jean thì nó sẽ ra rất là nhiều kiểu quần jean mà các bạn muốn. Đây, ví dụ là đây, rất là nhiều kiểu quần jean luôn. Đó, ok, mình sẽ chọn một mẫu mà mình sẽ làm. Thì bây giờ mình sẽ lấy bút và đánh dấu những cái phần mà mình làm rách. Đây là vết rách từ cao đến thấp. Đây là vết rách đầu tiên mà mình sẽ làm. Mình sẽ cắt ngang nó ra nhá. Thế cắt ngang sao cho nó vừa phải thôi. Ok. Đây, chúng ta đã được một vết rách như thế này. Đó. Tiếp đến là vết rách này. Mình sẽ cắt nó ra. Sau khi mà cắt ra thì các bạn có thể thấy những cái vết chỉ nó sờn ra rồi như thế này. Đó. Đây nó sờn hết cả da này. Sau đấy các bạn sẽ lấy tay tuốt nó ra. Tuốt nó ra như thế này. Nó theo một cái hàng này. Đây. Mọi người thấy không? Nó có cái hàng đường chỉ đan xen với nhau như thế này. Đó. Xong rồi khi mà các bạn tuốt cho đến khi mà các bạn cảm thấy nó rách được như ý của các bạn rồi thì bắt đầu có những cái tua tua như thế này nhá. Đó. Thì các bạn sẽ cắt bớt đi. Có thể để dài cũng như là mình không thích, cho nên mình sẽ cắt bớt nó đi như thế này. Vẫn để lại một chút nhá. Xong như thế này rồi thì các bạn sẽ cần đến cái dụng móng tay để mà mài làm sao cho nó bung cái sợi chỉ ra. Ôi, nó tiện trong mắt đấy nhở. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ bung cái chỉ ra như thế này. Nó bung lên như cục bông ấy. Đó. Mài làm sao cho nó bung hết cục bông này ra. Bung hết những cái sợi chỉ này ra. Như thế thì quần nó sẽ vào khuôn này. Rồi sẽ trông tự nhiên hơn, rách hình chân thật hơn. Và cái tua rơi này nó nhiều quá đúng không? Thì mọi người sẽ tỉa bớt đi. Thì mình muốn là để lại 1-2 sợi thôi, không muốn để nhiều. Mình sẽ để 1-2 cái sợi chỉ thôi. Đó, và những cái tua rua này các bạn cũng phải mài để nó bông cái sợi chỉ ra. Thì có thể chỗ này sẽ sáng tạo thêm một chút. Sau đó chỗ này mình sẽ sáng tạo hơn một chút, là sẽ gửi nó thành hình tam giác chẳng hạn. Tiếp đến mình sẽ đến phần gấu, mà mình thường thích mặc nó trên mắt cá chân. Cho nên là gấu quần thì mình cũng sẽ cắt lên mắt cá chân luôn. Thì để cho nó sẽ không bo vào và trông chân của mình sẽ dài hơn. Bây giờ mình sẽ cắt cái gấu lên tầm khoảng 3 phân như thế nhá. Đây, cuối cùng thì mình đã xong hai cái
ống quần như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tuốt ra như bình thường. Và có một điều mình muốn nói các bạn là thiết kế ống quần thì rất là đặc biệt hơn những cái vết rách bình thường ở trên quần. Tại vì là nó đặc biệt ở chỗ là các bạn nên để tô rô trắng như thế này và sẽ mài nó xù lên, thì lúc đó nó sẽ tạo hiệu ứng cho chiếc quần của các bạn hay hơn và nó nghịch hơn. Đây, sau khi mình gáy hết xong rồi thì mình sẽ mài. Đây, và cuối cùng thì mình đã hoàn thành ống quần. Xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng lên dáng chiếc quần này nhé. Ok, đây là chiếc quần mà mình đã thiết kế xong. Và về thấy đây là hai vết rách mà mình đã làm. Đây, vết rách mà mình đã quay cho mọi người là vết rách kiểu rách tam giác như thế này. Mọi người có thể gầy nó thành hình tam giác rất là dễ. Bên này nữa, bên này thì nó sẽ là một chiếc quần thiết kế ở gần túi. Thì mình kẹp vào túi như thế này thì nó sẽ thành một kiểu dáng khác. Đó, một cặp cao này. Nếu ai đang có một chiếc quần chân không, mọi người đừng ngại ngần thiết kế chiếc quần riêng cho bản thân mình nha. Và vừa rồi là video đầu tiên về DIY của mình. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem đến hết video này. Hẹn mọi người trong video sau nha. Bye. 내게 메시지 보내 나는 원해 오늘 같은 날 너를 보길 뻔한 말이지만 너를 보면 마치 봄이 온 것 같은 느낌에 나른해져 마음과 마음이 Everyday ay 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 네 생각에 ay 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 나는